Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Sò huyết hay còn gọi là sò tròn hay sò trứng. Sò huyết mang nhiều chất dinh dưỡng, trong đó phải kể đến là nguồn chất đạm phong phú, nhiều chất khoáng, ít mỡ, có tác dụng tốt đối với bệnh tăng huyết áp, lao phổi, suy nhược cơ thể. Sò huyết hay còn gọi là sò tròn hay sò trứng. Sò huyết mang nhiều chất dinh dưỡng, trong đó phải kể đến là nguồn chất đạm phong phú, nhiều chất khoáng, ít mỡ, có tác dụng tốt đối với bệnh tăng huyết áp, lao phổi, suy nhược cơ thể. Theo y học cổ truyền, thịt sò và vỏ sò đều được dùng để tạo nên những món ăn bài thuốc hữu hiệu. Vỏ sò khi đã lấy hết thịt, rửa sạch, đập vụn, cho vào nồi đất chát kín rồi nung đến khi đỏ hồng. Sau đó lấy ra để nguội, tán nhỏ rồi dây bột mịn hoặc nhúng ngay vào giấm với tỷ lệ 1 kg vỏ sò với 100 ml giấm rồi tán bột mịn. Theo y học cổ truyền, sò huyết có tính ẩm, vị ngọt, mặn, có tác dụng bổ huyết, kiện vị, thiếu máu, tiêu hóa kém, ôn trung, chữa chứng huyết hư, viêm loét dạ dày tá tràng. Sò huyết chữa suy nhược cơ thể, lao phổi. Thịt sò huyết 100g, phối hợp với lá hẹ 100g hoặc nấu chín, ninh nhừ, chia làm 2 phần ăn trong ngày. Sò huyết chữa ra nhiều kinh nguyệt. 100g thịt sò huyết nấu với 50g thịt lợn, ăn trước khi hành kinh. Sò huyết chữa béo phì, tăng huyết áp. 100g thịt sò huyết, 50g thảo quyết minh, nấu chín cả hai rồi ăn một bữa trong ngày. Sò huyết chữa ợ chua, đau dạ dày. Tán bột vỏ sò huyết, mỗi ngày uống từ 12 đến 20g dưới dạng nước sắc trước bữa ăn. Sò huyết chữa đại tiện ra máu, uống 10 đến 15g bột sò huyết với nước ấm, mỗi ngày uống 2 lần. Sò huyết chữa cam răng, uống 3 đến 5g bột sò huyết, uống vào sáng, trưa, tối. Thuốc bổ dương, dùng một trong số món ăn bài thuốc sau. Cháo sò huyết, gạo tẻ 200g, sò huyết tươi 500g, trứng vịt muối 1 quả, gia vị, hạt tiêu, gừng, hành. Sò huyết đem rửa sạch, xong đem cho vào nước sôi, đợi 5 phút rồi vớt ra, cậy lấy thịt sò. Sau đó xào sò với dầu, hành, gia vị thơm, nấu như gạo tẻ thành cháo. Khi cháo chín, cho sò huyết và trứng vào khuấy đều là ăn được. Mì xào sò huyết, mì, nui, 100g, sò huyết 100g, nấm rơm, gia vị vừa đủ, cà chua, hành tây. Đem thịt sò huyết sốt cùng với cà chua, thái nhỏ nấm rơm. Phi tỏi thơm rồi cho mì đã luộc chín vào xào. Cho mì ra đĩa, cho sò huyết xào nấm, cà chua lên trên là ăn được.